Cộng đồng người Việt quốc gia Nam California mất quyền tổ chức diễn hành Tết. Thưa quý vị, theo bản tin của tờ Orange County Register, Hội đồng thành phố Westminster đã chọn ra một tổ chức diễn hành Tết mới tại Lido, Sài Gòn vào lễ Tết Nguyên đán dự kiến diễn ra vào ngày 25 tháng 1 năm 2020. Từ năm 2013 đến nay, Cộng đồng người Việt quốc gia Nam California bắt đầu tổ chức cuộc diễn hành. Nhưng năm nay, Hội đoàn Lido Sài Gòn Westminster Tết Parade mới thành lập đã được cấp giấy phép tổ chức cuộc diễn hành Tết Canh Tý sắp tới. Ông Phát Bùi, Ủy viên Hội đồng của thành phố Garden Grove, cũng là người điều hành tổ chức Cộng đồng người Việt quốc gia Nam California, đã tạo ra nhiều tranh cãi giữa các nhóm người Mỹ gốc Việt chống cộng sau khi ông ủng hộ một dự án khách sạn có sự tham gia của một nhà phát triển Trung Quốc. Ông Duy Nguyễn là một trong những người tranh cử bất thành vào chức vụ nghị viên Hội đồng thành phố Garden Grove vào năm 2018, đã nói với các nghị viên của Hội đồng thành phố Westminster rằng ông từng tổ chức một lễ hội lớn cho người Việt tại thành phố của ông vào hồi 11 năm trước. Khi được nghị viên tài đổ hỏi về vấn đề gây quỹ cho sự kiện đó như thế nào, thì ông Duy Nguyễn cho hay không nhớ chi tiết cụ thể. Thưa quý vị, ông Duy Nguyễn chỉ trích ông Phát Bùi. Chỉ trích ông Phát Bùi đã thương mại hóa cuộc diễn hành và cho biết là ông sẽ không tính lệ phí các công ty khi tham gia cuộc diễn hành cũng như là không ưu tiên cho bên nào. Ông cho hay sẽ quyên góp tiền bằng cách quảng bá du lịch nhưng từ chối giải thích cụ thể. Nghị viên Sergio Contreras bày tỏ sự bối rối khi một số thành viên hội đồng có ý muốn thay đổi ban tổ chức cuộc diễn hành. Trong khi 7 năm qua, sự kiện trên đều do Cộng đồng người Việt quốc gia Nam California tổ chức. Khi thủ tục bỏ phiếu cấp giấy phép cho ban tổ chức diễn hành Tết, nghị viên Sergio Contreras đã bỏ phiếu trắng, nghị viên Tài Đỗ bỏ phiếu chống, nghị viên Kimberly Hồ, Nguyễn Mạnh Trí và thị trưởng Tạ Đức Trí bỏ phiếu thuận cho tổ chức Lido Sài Gòn Westminster Tết Parade, tổ chức diễn hành Tết Canh Tý năm 2020.